À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được ôn luyện một dạng toán mà các em vừa mới được làm quen, đó là dạng toán về hàm số bậc nhất. Em quan sát đây. Đây là dạng toán về hàm số bậc nhất. Dạng toán về hàm bậc nhất y bằng ax cộng b, a không. Thì dạng 1 thì nó sẽ giới thiệu với các em dạng toán căn bản. Vậy thì kiến thức cần nhớ của cái dạng này là như nào? Y bằng AX cộng B. Nào đây? Trên màn hình thì đó đây. Chung vào bài nhá. Tinh hàm y bằng a cộng b, lúc này a gọi là hệ số, các hệ số a ngoài là hệ số ra rồi nó còn gọi là hệ số góc. Còn B ngoài gọi là hệ số ra rồi nó còn một tên riêng, đó là tung độ góc. Tung độ góc. Hàm này nó có một cái đặc tính, đó là A lớn không. Thì suy ra hàm số đồng biến nếu a nhỏ hơn không, suy ra hàm số nghịch biến. Về cơ bản hàm bậc nhất tính căn bản các em thấy là nó chỉ có cơ bản như thế này. Bây giờ các em sẽ làm cái đó bài tập 1. Bài tập 1. Cho hàm số. Cho hàm số y bằng 2x cộng 6. Thì A xác định các hệ số. Xác định A và B. Ý B đó là xác định và tìm tung độ gốc. Tung độ gốc và hệ số góc. Tung độ gốc và hệ số góc. C. Em từ từ em đi. C. Hàm số đồng biến hay nghịch biến? Đồng biến hay nghịch biến? Vì sao? Rồi thôi tạm vậy đã, em ghi bài vào. Chuẩn bị phương thảo là cái cô chủ nhiệm lớp mình đó, đây này. A
Em nói lại là bằng A bằng 2x ạ. A Em thầy bằng 2x ạ. A bằng 2x. B B bằng 6. B bằng 6 ạ. bằng 6. Rồi. Em ơi, A thì nó chỉ là hệ số nhé. Còn x là x, A là A. Bạn anh nhìn thế này. 2x cộng 6, vậy thì x đừng có động vào. Vì đây là A nhân x cơ mà. A nhân với x. Vậy thì hệ số A là cái số mà nó nhân với x. Đó. Cho nên A nó chỉ bằng 2 thôi. Không Vâng. có x. B bằng 6. Vâng. Ok. Chúng ta tiếp tục làm với B. B tìm tung độ gốc đây, cái hàm số đây, nhìn rõ lại cái hàm này đây, tung độ gốc, tung độ gốc chính là B đây. Các em nhìn thế này, nó có hai hai giá trị. Giá trị thứ nhất là đứng đầu này là A, giá trị đứng sau là B. Vậy cái A thì gọi là hệ số góc, còn cái B thì gọi là tung độ gốc. Đây, các em nhìn thế này. A thì là hệ số góc. B thì là tung độ gốc. Vậy tung độ gốc chính là B, còn hệ số góc thì chính là A. Đó. Như vậy, ở đây các em trả lời là tung độ gốc. Tung độ gốc. Tung độ gốc là B. Đấy. Mà B ở đây là bằng 6. Còn hệ số góc. Hệ số góc là A. Đây các em nhìn đoạn này này. Hệ số góc là A. Đây, A là hệ số góc này. Đó. Còn B thì là tung độ gốc này. Đó. Như vậy thì ở đây là chúng ta nói là hệ số góc là A. Mà ở đây A là bằng 2. Đừng có động vào x nhé. Không được động vào x. X này bỏ riêng ra. X nó là biến. Biến số. Chúng ta cùng chuyển sang IC. Muốn biết hàm đồng hay nghịch thì chúng ta nhớ là A dương thì hàm đồng biến. Đây. Nếu A dương, hàm số đồng biến. Em nhìn thấy đấy. Hàm số đồng biến. Nếu A mà là số dương. Còn nếu A mà âm thì hàm số sẽ nghịch biến. Như vậy chúng ta quan sát vừa nãy thì A ở đây bằng 2. Đây, ngay từ đầu em đã xác định được A bằng 2 rồi này. Chỗ nào cũng thấy A bằng 2. Bởi vì thực tế là A bằng 2. A chính là số 2 đây. Đấy. Vậy thì chúng ta kết luận ngay A hàm số đồng biến. Hàm số, em chủ động tắt mic đi nhá, hàm số đồng biến. Rồi, nói rõ hàm số nào đi. Hàm số y bằng 2x cộng 6 đồng biến. Vì A bằng số 2 và nó là số 0, lớn hơn 0. Ok, đấy là bài tập thứ nhất. Ta cùng chuyển sang bài tập số 2. Bài số 2. Cho hàm y bằng fx bằng trừ 2x cộng 18 thì A xác định cái hệ số, xác định gộp luôn nhá, hệ số A với B đấy, hệ số góc
tung độ gốc. Và tính đồng biến. Bài này nó gộp hết ấy. Đồng biến, nghịch biến. Của hàm số. Ý B. Tính M5, M7, F, âm 3, F, 1 phần 6, F, âm 9 phần 11, F, 73. Xin mời. Rồi, ý A. Xin mời. Em thầy A bằng âm 2. À, này, em kiểu là có hai cái điện thoại đang, hai cái máy đang bật cùng lúc đấy. A bằng âm 2. Vâng. Rồi, B. B bằng 8. Rồi. Tiếp, hệ số góc. Thầy, hệ số góc bằng hệ số góc A bằng âm 2. Đúng rồi, cũng chính là cái A bằng âm 2 vừa xong đấy. Nhưng mà người ta cứ hỏi riêng thì trả lời riêng. Tung độ góc B bằng 8. Nói lại nè. Tung độ góc B bằng 8. Không phải tung độ góc mà tung độ gốc. À, gốc. Gốc cây ấy nhá. Vâng. A, B. B bằng 8. Rồi. Còn gì nữa? Nên hàm số y bằng âm 2 cộng 8 là nghịch biến. Vì, đấy là vì A. A nó là số âm 2. Nó nhỏ hơn 0. Suy ra. Hàm số. Hàm số y bằng âm 2. Âm 2 x cộng 8 là nghịch biến. Nghịch biến. Ok. Cảm ơn. Mà sau này từ nghịch biến nếu nói như này nó hơi cứng, thì em nói một cách chuyên nghiệp đi, là luôn nghịch biến. Nghịch biến, thậm chí có từ này nữa, trên R. Nói nghịch biến là đúng rồi, nhưng mà nghịch biến là nghịch biến trên R. Trên R. R lớn. Nói vậy là chuyên nghiệp. Còn nói là luôn nghịch biến. Hoặc là nghịch biến được. Nó hơi cứng. Rồi. Giờ cái đoạn 2. Cái đoạn 2 đây. Y bằng. Y B. Y bằng. Âm 2X cộng 8. Âm 2X. Cộng 8. Ở đây là bằng fx. Xong người ta yêu cầu tính một loạt cái f. Nào, xem bạn nào có thể xung phong làm được. Dũng chính là trả lời được không? Không được rồi, em nhìn nha. Ở đây thì y bằng âm 2 cộng 8. Này, em nhìn lại cái hàm số này cho nó rõ lại một lần nữa. Đấy, y bằng âm 2 cộng 8. Bây giờ người ta lại yêu cầu là tính F5. Thì thay số 5 vào. F5. F5.
F5. Fx thì thay x vào, F5 thì ở đâu có x thì chính là số 5. Dám nhắc lại nhá. F nào số đấy? F5 tức là x là số 5. Ở đâu có x sẽ thay bởi số 5, vậy sẽ bằng trừ 2 này. Đây, các em thấy trừ 2 vẫn là trừ 2 này. X thì chính là nhân với 5. 8 thì vẫn là 8. Đó, như vậy chỉ có mỗi số 5 và x được hoán đổi với nhau mà thôi. 5 với x hoán đổi với nhau, còn tất cả những cái vị trí khác giữ nguyên. Kết quả sẽ bằng 5 x 2 là âm 10, âm 10 cộng 8 âm 2. Đó, đấy F5. F7. F7 thì sẽ bằng trừ 2 nhân x, trừ 2 nhân x, đây, trừ 2 này, nhân x này, tức là nhân với 7, cộng với 8 vẫn hạ xuống, kết quả bằng trừ 14, cộng 8 bằng âm 6. Rồi. Tiếp tục là F âm 3. F âm 3 thì sẽ bằng trừ 2 nhân với lại âm 3. Trừ 2 nhân x mà. X là âm 3. Âm 3 thì số âm thì phải nhớ là cho vào trong ngoặc. Cộng 8. 2 x 3 là âm 2 x 3 là 6, 6 cộng 8 là 14. Đó. Tiếp tục. F1/6. Có nghĩa là x sẽ bằng âm 1/6, âm 1/6 sẽ bằng trừ 2 nhân x là nhân 1/6 cộng 18. Đó, các em cứ ghi vậy đã. Bằng, lát nữa thì giáo sẽ hướng dẫn một cái kỹ thuật. Ở đây, hiện đây thì giáo sẽ hướng dẫn các em một cái kỹ thuật đến đây rồi. Nhưng mà đến đây thì có thể là tính bằng giấy nháp cũng được. Còn nếu không thì các em sẽ dùng cái máy tính cầm tay để tính. Thì giáo sẽ giới thiệu các em một cái cách tính bằng máy tính. Như vậy là trừ 2x cộng 8. Đây, đây là cái máy tính. Nếu các em có máy tính, nếu mà không có máy tính thì các em sẽ tính bằng ở bằng thủ công. Nó tính bằng giấy nháp, tính bằng đầu. Suy nghĩ để tính ra máy tính. Còn nếu bạn nào trong tay có một cái máy tính như thế này hoặc là hiện đại hơn hoặc là gần gần thôi thì các em nên dùng cái máy tính. Trước hết các em viết vào trong máy cái dòng chữ trừ 2x cộng 8 trừ 2x thì các em ấn dấu alpha, đây cái dấu alpha đây, alpha x, x là cái chữ x màu đỏ này, chữ x màu đỏ gần cái dấu ngoặc vuông này, ngoặc đơn này, ấn vào cái ngoặc đơn đấy, đây là trừ 2x cộng 8, dấu cộng đây, bấm này, cộng 8. Đó, như vậy là các em đã nạp xong cái dòng chữ trừ 2 cộng 8 ở trong máy. Đã nạp xong cái dòng trừ 2 cộng 8 ở trong máy. Sau đó, bây giờ các em lại quay lại cái bài toán là thay 1/6 vào. 1/6, các em bấm 1, số 1 đây. 1, phân số đây. Nó có rất nhiều cách bấm phân số. À, xin lỗi, từ từ. Đây, trừ 2 cộng 8 này, xong các em bấm phím CARC để nó ghi nhớ vào đã. CARC, cái phím ngay dưới phím shift này. Phím từ trên xuống là phím số 2 đây. CARC. Máy tính nó sẽ hỏi x, hỏi chấm. Vậy muốn tính x bằng bao nhiêu? Ta chỉ việc nhập số đấy vào trong máy. Ở đây, nhập 1/6 vào trong máy. Số 1 đây. 1/6.
bằng. Như vậy kết quả nó ra là 23 phần 3. 23 phần 3 chúng ta lại ghi vào trong vở. Đây, được kết quả 23 phần 3 chúng ta ghi vào đây. 23 phần 3. Đó. Tiếp tục chúng ta lại tính F âm 9 phần 11. F âm 9 phần 11. Trước hết chúng ta cứ nạp nó vào đã, bằng trừ 2 nhân x là âm 9 phần 11 cộng 8 đã. Sau đó là bấm bật chờ máy tính. Chúng ta lại lấy máy tính ra, chúng ta nạp, chúng ta nhập. Ở đây chúng ta vẫn đang là trừ 2x cộng 8 đây. Chúng ta không phải tắt máy đi, bình thường chúng ta sẽ ấn tím on off, tắt đi. Nhưng mà ở đây chúng ta ấn tiếp tục ấn CLC. Nó lại x hỏi chấm. Giờ mình nhập là âm 9 phần 11 vào. Âm 9 phần 11. Ấn bằng. Bằng. Kết quả 106 phần 11. Chúng ta viết vào trong vở 106 phần 11. Chúng ta viết 106 phần 11. 106 phần 11. Tiếp tục là F73 cũng thế mà thôi. F73 cũng bằng trừ 2 nhân x là nhân 73 cộng 8. Cái này các em có thể tính thủ công cũng được, nếu không chả phải tính. Ta lại lôi máy ra chúng ta tính. F73. Lôi máy ra. Chúng ta đừng tắt máy đi. Cứ để như vậy là nó có sẵn trừ 2x cộng 8 rồi. Tiếp tục ấn CLC. Rồi nhập số 73 vào. X hỏi chấm chúng ta nhập 73. 73 bằng. Kết quả nó ra là âm 138. Chúng ta viết ở trong vở âm 138 bằng âm 138. Đó. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái bài tập này. Để kiểm nghiệm lại ba cái phép toán mà các em đã tính như vừa nãy, đó là F5, F7, F3. Chúng ta hãy lôi máy tính ra chúng ta thử. Chúng ta lấy thử bằng cách là gọi máy ra. Vừa nãy các em tính được đó là F5 thế bằng âm 2. Vậy bây giờ chúng ta thử bấm thử xem nó thế nào. Chúng ta lại bấm CLC. Rồi bấm 5 bằng, tức là lúc nãy kết quả 5, đây số 5 này, bằng, xem nó có ra âm 2 hay không. Kết quả âm 2. Đúng. Thế mình đang thử lại thôi. Tiếp tục CLC, 7 bằng. Âm 6. Kết quả lúc nãy bằng âm 6. Em nhìn vào trong vở đấy. F7 bằng âm 6. Đúng. Chúng ta lại tiếp tục ấn CLC. Thử xem số âm 3 xem nó có ra 14 không. Âm 3 bằng ra 14. Như vậy cái phép toán của chúng ta đã đúng. Như vậy chúng ta sẽ quay lại cái vở viết của mình. Đó. Đấy là những bài tập cơ bản về hàm bậc nhất. Em lưu ý đấy là những bài tập cơ bản. Chúng ta sang bài số 3. Một bài khá quan trọng trong cái chương trình toán lớp 9. Bài số 3. Bài số 3. Cho hàm số. Y bằng. M trừ 4. Đóng ngoặc x. Cộng 6. Cái A. Tìm M để hàm số là hàm bậc nhất.
Tắt mic đi nha. Tìm m để hàm số là hàm bậc nhất. Ý B, tìm m để hàm số đồng biến. Tìm m để hàm số đồng biến. Ý C, tìm m để hàm nghịch biến. Xin mời. Cho các em suy nghĩ một chút. Em làm ý A em nhé. Thầy. Dạ vâng. Em thưa thầy, để y bằng m, để y bằng m trừ 4 nhân x cộng 6 là hàm số bậc nhất khi và chỉ khi m trừ 4 khác không. Rồi, ý A này. Hàm số nha. Vâng. Hàm số y bằng m trừ 4 nhân x cộng 6 x cộng 6 là hàm số bậc nhất. Hàm số bậc nhất. Khi và chỉ khi m trừ 4 khác không ạ. Chuẩn. Và tương đương là m khác 4 ạ. M khác 4. Rồi. Thôi kết luận chút đi. Vậy. Vậy em sao? Vậy m khác 4 thì y vậy m khác 4 thì hàm số đọc cả cái hàm số ra ấy nhỉ. À vâng. Dài lắm. Là giá trị cần tìm. Nha. Vâng. Rồi, cũng là gọi là có thôi, giá trị. Câu nào cũng vậy mà. Cần tìm. Ok. Đấy, muốn là hàm bậc nhất. Vì muốn là hàm bậc nhất thì A nó phải khác không. Mà ở đây A của nó là chính là cái M trừ 4 này. Đó, đây chính là A. A là cái phần nó chạm vào X ấy, là A. Ok. Ý B. Bạn nào lấy B rồi? Ý B. Hàm số đồng biến. Hàm số. Rồi, chịu khó ghi cả cái hàm ấy ra. Y bằng M trừ 4 cộng 6 đồng biến thì A nó phải dương, tức là M trừ 4 lớn không tương đương M chuyển số 4 sang bên phải sẽ lớn hơn 4. Kết luận vậy. M lớn hơn 4 là giá trị cần tìm. Nào. IC tìm M để hàm nghịch biến thì nó cũng gần giống như IB mà thôi. IC hàm số y bằng m trừ 4 x cộng 6 nghịch biến
Ghi như này là giống ý A rồi, nhưng cho nó chuyên nghiệp hơn một chút nữa đi. Nghịch biến trên R. Như nhau mà thôi. Khi và chỉ khi M trừ 4 nhỏ hơn 0. Nghịch thì nhỏ, âm sẽ nghịch biến. Tương đương M nhỏ hơn 4. Và có một câu kết luận chung chung. Vậy M nhỏ hơn 4 là giá trị cần tìm. Rồi, ok. Vậy chúng ta đã sang bài tập 3 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập 4. Bài số 4. Bài 4. Bài 4 nó như thế này. Cho hàm số y bằng hai x cộng sáu y a điểm m tọa độ 2, 15 có thuộc đồ thị hàm số hay không? Đồ thị hàm số hay không? Ý B cũng như vậy, điểm N tọa độ 3, 9 có thuộc đồ thị hàm số hay không? Xin mở. Bằng 15. Ý A là gì? Ý A là thay ghi lại hàm số. Thay cái gì đã? Thay x bằng 2 y bằng 15 vào hàm số. Vào hàm số này. Y bằng 2x cộng 6. Rồi. Ta có. Rồi. 15 bằng 2 nhân 2 cộng 6. Khi và chỉ khi 15 bằng 10. Chỗ này vô lý. Vậy điểm M 2, 15 không thuộc đồ thị hàm số y bằng 2x cộng 6. Rồi, ok. Đó. Giáo nói lại cách làm cho các anh nghe một chút nhé. Muốn biết một điểm có thuộc đồ thị hàm số hay không thì chúng ta đi thay tọa độ của điểm đó vào cái hàm số cụ thể. Ở đây là hàm số y bằng 2 cộng 6.
Và điểm M là tốc độ là 2 và 5. Nghĩa là gì? Nghĩa là x là 2, y là 15. Chúng ta thay vào. Đây, thay x bằng 2 y 15 đây. 2 và 15 nhìn vào đây. 2 và 15 này. Đó, thay vào hàm số. Đương nhiên là cái hàm số này. Và viết xuống đây. Đấy, cộng 6. Thay vào được cái gì? 15. Tại sao lại có 15? Bởi vì 15 nó là y. Mà đây là y bằng. Y bằng tức là 15 bằng. Đấy. 2x. Mà x là 2. Cho nên là 2 nhân x mà x là 2 cho nên là 2 nhân 2. Đó. Rồi cộng với 6. Chỗ này cộng thêm 6 thì ở cuối này cũng là cộng thêm 6. 15 vẫn là 15. Nhưng mà chỗ này là 4 cộng với 6 là 10. 15 mà lại ghi bằng 10 cho nên là dẫn đến vô lý. Và vô lý chúng ta kết luận là không thuộc. Tóm lại là phải hài hòa thì mới thuộc. Còn nếu thay vào mà nó vô lý, tức là hai bên nó không bằng nhau, thì chúng ta kết luận là không thuộc. Tóm lại khi thay vào thì nó phải vừa khít, hai bên phải bằng nhau, thì lúc đấy là nó có lý. Có lý mới thuộc, còn vô lý thì nó sẽ không thuộc. Bây giờ chúng ta sẽ sang ý B. Tức là hoàn toàn tương tự. Ý B. Thay x bằng 3. À thôi, nếu mà tự nhiên như này thì nói nó hơi bất ngờ. Chúng ta ghi là xét điểm N. Xét N 3 9. Xét N 3 9 nghĩa là điểm N chúng ta đang nói đến IB đấy. Suy ra chúng ta giải thích một chút. X bằng 3, còn y sẽ bằng 9. Đây, x chính là số 3 này, còn y chính là số 9 này. Số nào đứng trước là x, số nào đứng sau là y. Rồi đó chúng ta mới thay, nên đỡ bất ngờ. Thay x bằng 3, ghi lại một chút thôi. Y bằng 9. Vào cái hàm số ấy. Y bằng 2 cộng 6. Là đề bài cho đấy, ta có y bằng tức là 9 bằng 2 nhân với x. X đây là 3 cộng 6. Như vậy 9 2 3 là 6, 6 6 là 12. Cũng vẫn là vô lý. Lúc đấy vô lý thì chúng ta kết luận vậy. N độ 3 9 không thuộc đồ thị hàm số. Không thuộc đồ thị hàm y bằng 2 cộng 6. Chúng ta làm ý C nữa. Đúng vậy, chưa cho ý C, giờ thêm ý C nữa đi. Điểm E tọa độ ở đây là 5 16 có thuộc đồ thị hàm số hay không? Đồ thị hàm số hay không? À. Cách thức làm cũng hoàn toàn tương tự. Vậy thì chúng ta làm như thế này. Xét E
cũng tọa độ 5, 16. Dẫn đến x bằng 5. Còn y là số đứng sau, số 16. Giải thích. Và chúng ta thay. X bằng 5. Y bằng 16. Vào hàm số. Ta có. Ở đây chúng ta có y bằng, tức là 16 bằng 2 nhân x. 2 nhân x. X là 5. 2x cộng 6 vẫn là cộng 6. Tương đương. Đây là 16. 2 nhân 5 là 10. 10 cộng 6 là 16. 16 bằng 16 thì đúng rồi. Vậy chúng ta kết luận là nếu nói từ đúng thì nó hơi cứng. Nói từ có lý thì nó nghe nó hơi cảm giác không thoải mái. Ghi là điều này đúng. Ngay cái từ đúng không nghe nó cứng mà. Đúng rồi thì kết luận là thuộc. Suy ra E độ 5 16 thuộc đồ thị hàm số. Y bằng 2 cộng 6. Kết luận. Đó. Trong như đó bài 5. Trong bài. Bài 5. Cho hàm y bằng m trừ 3, m đã gần trừ 3, mx trừ 10, nghĩa A tìm m để đồ thị hàm số đi qua A tọa độ 3.40. Ý B tìm M để rồi thì không gọi là từ đồ thị hàm số nữa, thì đó là tên cái đường thẳng này là đường thẳng D. Đây, chữ D nhỏ nhỏ trên này, để D đi qua B tọa độ 5.11. Đấy, đây là cái cường độ nó khá cao hơn so với những cái bài lúc nãy. Lúc nãy các em chưa gặp chữ M nào. Đấy. Nhưng mà bây giờ là thấy xuất hiện chữ M. Mà M nó đang đứng một mình. Vậy này thì thực hiện như thế nào? Thì các em thấy như sau. Yeah. Vì đồ thị hàm số đi qua của A tọa độ 3.50 có nghĩa là x là 3, y là 50. Thay x bằng 3, y bằng 50. Vào hàm số ta có đấy. Các em để ý như sau, thay vào đây này, thay vào cái mx trừ 10 này đấy,
ta có này m nhân x, x là 3, tức là 5, y y bằng, tức là 50 sẽ bằng m nhân x là m nhân 3 trừ 10. Thấy đúng vị trí. Nếu mà viết lại ngược lại một chút cho nó dễ nhìn thì là tương đương với lại 3m trừ 10 bằng 50. 3m trừ 10 sẽ bằng 50. Thì tương đương với, đây là tương đương rồi. Tương đương với 3m sẽ bằng 60. 3m bằng 60 thì sẽ tương đương m 20. Vậy m bằng 20 là giá trị cần tìm. Thực tế nó cũng không phải là quá khó, mình thực hiện được. Vậy chúng ta đúc kết lại một thứ, đó là đồ thị cũng vậy, đường thẳng cũng vậy, đi qua điểm nào thì chúng ta thay x, y của cái điểm đó, gọi là tọa độ của điểm đó, vào cái hàm số, rồi giải cái phương trình bậc nhất đó, sẽ tìm được m. Tương tự như vậy làm với b, hoàn toàn tương tự, thay số y b. Vì d đi qua đây là điểm B, tọa độ đây là 5 11, cho nên là chúng ta thay x bằng 5, thay x bằng 5, còn y bằng 11 vào hàm số. Ta có trình bày toán muốn được điểm cao thì em phải hết sức tuân thủ về vấn đề chấm phẩy. Ví dụ vào hàm số phải ta có thậm chí là hai chấm xuống dòng, vậy thì y bằng, ở đâu có y thì thay bằng số 11. 11 bằng hàm số của chúng ta là 2x. À đây là hàm số của chúng ta là mx. Vậy thì là sẽ là m nhân với lại 5. Mx trừ 10. Đó. Chúng ta viết ngược lại. Đó là 5m trừ 10 sẽ bằng 11. Đây là 5m sẽ bằng 11 cộng 10 là 22, à 21. Vậy thì m sẽ là lấy số 21 chia 5. 21 phần 5 để vậy thôi. Vậy m bằng 21 phần 5 là giá trị cần tìm. Chung chung vậy thôi. Đấy. Tóm lại, thầy giáo nhắc lại một lần nữa. Đường thẳng hay đồ thị đi qua điểm nào thì chúng ta cứ thực hiện một việc, đó là thay tọa độ điểm đó vào hàm số thì sẽ tìm được, sẽ có một phương trình và sau đó sẽ giải phương trình đó.